TikToker Việt Phương Thoa lộ rõ mặt mộc khiến dân mạng giật mình, mất niềm tin vào phụ nữ. Là một trong những TikToker đời đầu với hơn 11 triệu follow, Việt Phương Thoa luôn được mọi người chú ý về các sản phẩm chất lượng cùng tính cách dễ thương và hài hước. Lên hình, Việt Phương Thoa luôn là người trang điểm xinh đẹp với khuôn mặt không góc chết của mình. Nhưng mà mới đây, gương mặt hot TikToker có phần kém sắc, còn thâm đậm, môi cùng da mặt tái nhợt, còn dí dỏm đính kèm trạng thái: nghe nói anh thích ngắm em mỗi sáng. Đính kèm nhiều bức ảnh trông có phần bớt đáng yêu mà cộng đồng mạng thường thấy. Dưới phần bình luận, cô nàng nhanh chóng đính chính rằng đây chỉ là một trò đùa. Tôi cố make up cho xấu thôi, mấy bà đừng hủy follow tôi nha. Đính kèm theo đó là tấm hình mặt mộc thật của Việt Phương Thoa trông xinh đẹp hơn. Trước đó, Việt Phương Thoa từng được team qua đường bắt trọn khoảnh khắc đời thường. Nổi tiếng là một TikToker sở hữu nhan sắc xinh đẹp lung linh trên mạng xã hội. Những hình ảnh được xoay qua camera thường của cô nàng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chị Thoa nhỏ hơn anh trai tôi 2 tuổi, chị từng lộ mặt mộc trên video rồi, đâu bất ngờ gì đâu, chị xinh lắm, đừng đùa với chị, ảo quá đi. Đó không phải mặt mộc của chị Thoa đâu, chị bôi kem nền rồi phấn má nâu đấy, chứ mình thấy mặt mộc của chị đó rồi. Còn các bạn nghĩ sao về mặt mộc của Việt Phương Thoa phiên bản make up này? Hãy để lại một bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về kênh nhé.